Quang Đẩu cũng xin giới thiệu cho tất cả anh em bạn bè trong nước và ngoài nước. Vừa rồi là bác Thạch Cảnh Chi, là vừa là bác sĩ mà vừa là nhà sĩ, có trong cái chương trình 130 năm kỷ niệm của ngày sinh của Hồ Chủ tịch, là bác có gửi cho cái tạp chí Diễn đàn Việt Nam. Là đây là của Liên hiệp hội các hội văn học nghệ thuật của Việt Nam. Thì bác cũng đã được Diễn đàn Việt Nam chọn đăng lên trên cái điều thứ hai của cái tạp diễn đàn. Đây, nhà sĩ và bác sĩ Ánh Mười đây. Bác năm nay thì là cũng đã 70 mấy rồi? 78. 78 tuổi rồi. Nói chung là cũng có một cái tư tưởng và có một sở trường về âm nhạc. Ngay cả cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cho nên là lúc nào cây đàn mandolin nè, giống như đợt trước là tôi đã giới thiệu hai cái clip là cây đàn mandolin, rồi cây đàn guitar, rồi cây đàn organ. Nói chung là khi khám bệnh này nọ thì bác cũng hòa nhập với bệnh nhân, cầm đàn, ôm đàn để mà thảy đàn cho các bệnh nhân nghe, và bệnh nhân cũng hát để mà vui vẻ. Bệnh tập có thể là 10 thì bây giờ mình bớt được 9 rồi, nhưng mà nghe tiếng đàn là một nửa là coi như là nó sẽ bớt bệnh nhanh. Thì đó là cái tinh thần mà hôm nay là Quang Đẩu đến gặp bác sĩ, nhạc sĩ Ánh Mười để chia sẻ cho cái niềm vui hân hoan nhất mà bác đã có một cái bài sáng ngời ngôi sao của Hồ Chí Minh đăng trong cái tạp chí Việt Nam. Thì đó là một cái điều đáng mừng. Xin chào các anh em bạn bè. Xin cảm ơn các bạn. Rồi chúc các bạn mạnh khỏe và quyết tâm chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta đã muốn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào bác. Các chào bác Mười. Bác Khải luôn ha. Sẵn đây con cũng muốn bác có đôi điều dặn dò các anh em giới văn nghệ sĩ trong cái vấn đề sáng tác, và ngay cả những anh em mà coi như là gần gũi với bác, thì bác có đôi điều chia sẻ. Tại vì vừa rồi con có nghe bác gửi bài Ngôi sao sáng ngời Hồ Chí Minh á, trong cái tạp chí Diễn đàn của Việt Nam mình, mà cái tạp chí đó là nói chung là tạp chí đó cũng một uy tín đảng và nhà nước, thì cái đó là của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thì con mong muốn rằng là bác chia sẻ những cái nỗi niềm mà khi mà đã được đăng bài trong cái tạp chí Diễn đàn Việt Nam. Vấn đề mà nói về chơi nhạc đàn ca rồi thì tôi hồi từ bé tới lớn mà cả cuộc đời là mong muốn làm sao có một cái bài hát mà nói về Bác Hồ, nhưng mà không biết gì mà cách nào mà tìm cái cảm hứng nào á để mà viết cái bài nói về Bác. Nhưng hôm đó có rất may mắn á, là cái vòng cầu truyền hình 100 ngày sinh nhật của Bác đấy, 100 năm ngày sinh nhật của Bác và 121 năm ngày Bác đi tìm đường cứu nước. Thì cầu truyền hình đó ở là được 3 điểm ở Tuyên Quang, rồi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tới cái tiết mục á mà thế giới ca ngợi Bác đấy, thì nói thì nhiều lắm, nhiều vấn đề trên thế giới họ ca ngợi Bác nhiều lắm, nhưng mà có một chuyện mà sâu sắc nhất mà tôi làm bài hát này là như thế này nè, là coi như là một cái nhà nghiên cứu, cái giáo sư nghiên cứu về triết học, sử học của Mỹ, là ông nói như thế này: bây giờ thời đại ngày nay muốn xóa đói giảm nghèo đấy thì phải nêu cao ngọn cờ Hồ Chí Minh và nêu cao hơn nữa. Và cái câu thứ hai đấy, muốn xóa hết bất công đấy thì nêu cao ngọn cờ Hồ Chí Minh và nêu cao hơn nữa. Đó là tôi nói nguyên văn cái ông nói. Cái câu thứ ba đó là đi tìm chân lý đó, bây giờ đấy là chỉ nêu cao ngọn cờ Hồ Chí Minh và nêu cao hơn nữa. Thì tôi gặp ba cái câu này thì đúng là như là trời mà nó hạn rồi, nó nắng lâu rồi, nó gặp mưa rồi. Tôi rất mừng, tôi rút cái luôn luôn lúc nào cũng tôi biết là có cái cuốn sổ nhỏ với lại cái viết, tôi lấy ra cái tôi viết liền ba câu đó. Từ ba cái câu đó đấy
tôi mới hình thành ra cái bài Sáng Ngời Ngôi Sao Hồ Chí Minh. Thì cái điều rất là hạnh phúc mà tôi đã làm được những cái chuyện tôi cũng khó tin tưởng tôi làm được. Đó. Mà đăng lên cái bài trình diễn đàn văn nghệ của Việt Nam á, thì cái điều hạnh phúc nhất cả cuộc đời tôi làm được cái bài đó. Thì nói về Hồ Chí Minh á, thì nó nhiều vấn đề lắm. Nhưng có một chuyện là sâu sắc nhất á, là mình phải có tâm huyết, phải có tìm tòi, phải có nghiên cứu, phải có suy nghĩ để nói sao như thế nào á, là cho nó đúng theo cái nguyện vọng của Hồ Chí Minh và đúng theo cái cuộc đời của Hồ Chí Minh đã đi tìm đường cứu nước. Mà có thể như vậy rồi đó thì có lẽ là Việt Nam mình cũng là trong một điểm sáng. Và nếu mà thế giới những nhà nghiên cứu mà ta nghiên cứu ra đó, không có con đường nào khác mà giải phóng dân tộc mình, giải phóng con người mình là chỉ có con đường Hồ Chí Minh. Vì có nêu cao hẳn lên con ngôi sao Hồ Chí Minh thì có thể là người ta đã làm được cái chuyện lớn cho Tổ quốc họ. Đấy, thì tôi rất cảm ơn và rất mừng. Đấy, và xin chúc các bạn là làm nhạc đấy, tôi không dám nói là mình sẽ hơn người ta. Nhưng mà khi làm một vấn đề gì, mình có ý, mình có chủ đề, mình có quyết tâm, thì mình suy nghĩ, mình nghiên cứu để có đầy đủ là trách nhiệm để viết một cái bài, để cho nó xứng đáng với một cái ví dụ Hồ Chí Minh, thì mình viết sao cho xứng đáng Hồ Chí Minh. Hoặc là viết điểm khác, mình cũng phải xứng đáng theo ý nghĩa của nó, cái chủ đề của nó. Thì hôm nay thì các bạn tới hỏi tôi thì tôi cũng rất trân trọng và cũng rất là mừng. Hình như cả cuộc đời tôi được viết bài Hồ Chí Minh là hình như là cả tôi hạnh phúc nhất trên đời. Xin chào các bạn. Nói chung là anh em rất vui mừng khi mà nghe bác Ánh Mười đã tham gia vào cái tạp chí diễn đàn, nhưng ở đây là được một cái sự chọn lựa, nói chung là được một sự chọn lựa trong cái kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, là người thầy giáo Nguyễn Tất Thành mà đã bôn ba ra hải ngoại tìm đường cứu nước, mà cũng đã ghé lại thành phố Phan Thiết mình, tỉnh Bình Thuận mình, mở cái trường Dục Thanh, đã huấn thị và dạy dỗ, trao lại tất cả những cái niềm tin về ý tưởng, lý tưởng cộng sản cho nhân dân và những người yêu nước của thành phố Phan Thiết, nói chung là của tỉnh Bình Thuận, cho cả nước. Thì trong đó là có tất cả những người như bác là cũng tham gia hoạt động kháng chiến chống Pháp chống Mỹ trong hai thời kỳ. Thì lúc đó mình mới nắm được những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ về người lãnh đạo của Việt Nam mình, mà trong đó là Bác Hồ là người thầy vĩ đại nhất mà thế giới người ta vẫn tôn trọng, và người ta vẫn luôn luôn là nâng cái tầm cao của Việt Nam mình, mà trong đó là vị Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó. Và con cũng mong muốn rằng từ cái chỗ bác đó, anh em cũng là một cái học tập với cái niềm tin mà đã hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, thì anh em cũng phải cầm bút kỹ lưỡng, hiểu biết về bác nhiều để mà viết những cái bài ca ngợi Hồ Chủ tịch. Tại vì trong cái toàn quốc Việt Nam mình cũng mong muốn rằng anh em cũng luôn luôn là suy nghĩ về cái chiều hướng tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên là nhà nước lúc nào cũng phải mở một cái chương trình là huấn thị để mà cho các cán bộ học tập noi theo cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thì cháu cũng xin cảm ơn những cái sự chia sẻ tốt để cho anh em với giới văn nghệ sĩ làm tốt hơn trong cái vấn đề sáng tác, ngay cả thơ ca rồi ngay cả nhạc hoặc đó. Rồi cháu xin cảm ơn một lần nữa, gửi lời thăm sức khỏe gia đình, chúc bình an mạnh khỏe. Xin chào bác. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào nha. Tưởng rằng tâm tối muôn đời, ngờ đâu có ánh mặt trời sáng trong tim.
Trái đất này sinh ra bình yên, loài người sinh ra công bằng và tự do. Bất công nghèo đói đi đâu về đâu, hòa bình đến với nhân loại bao người đang chờ mong. Trong xa biển xa biển rộng ôi bao la, trông lên trời cao muôn vàn vì sao sáng. Có một vì sao sáng trôi xóa tan nghèo đói, nhìn lên vì sao xóa hết bất công, nhìn lên vì sao đi tìm chân lý, nhìn lên vì sao sáng trôi lung linh diệu kỳ. Ôi ngôi sao Hồ Chí Minh, trái đất này sinh ra bình yên, loài người sinh ra công bằng và tự do. Bất công nghèo đói đi đâu về đâu, hòa bình đến với nhân loại bao người đang chờ mong. Trong xa biển xa biển rộng ôi bao la, trông lên trời cao muôn vàn vì sao sáng. Có một vì sao sáng trôi xóa tan nghèo đói, nhìn lên vì sao xóa hết bất công, nhìn lên vì sao đi tìm chân lý, nhìn lên vì sao sáng trôi lung linh diệu kỳ. Ôi ngôi sao Hồ Chí Minh sáng.